À, xin chào các bạn, mình rất vui được trở lại hướng dẫn AutoCAD cho các bạn. Trong cái video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đi sâu vào chủ đề tham chiếu trong cái bản vẽ AutoCAD, hay còn gọi là X-Rep. Trước hết, mình sẽ đặt vấn đề một cách tổng quan để cho các bạn có một cái hình dung ban đầu về tham chiếu. Rồi sau đó mình sẽ đi vào chi tiết cái cách làm thì các bạn sẽ dễ dàng học được. Rồi, mời các bạn theo dõi. Thì cái vấn đề nó đặt ra là như thế này. Mình mở một cái file lên cho các bạn coi. Ví dụ một cái công trình, một cái dự án cụ thể mình làm á, thì nó gồm có rất là nhiều bản vẽ và rất là nhiều chuyên môn, chuyên ngành khác nhau. Ví dụ đầu tiên chính là cái bản vẽ kiến trúc. Thì kế đến là những cái chuyên ngành khác, ví dụ như là phòng cháy chữa cháy, kết cấu thép, xà gồ, cung cấp thoát nước, vân vân. Thì khi mà cái anh vẽ kiến trúc này nè, thì các bạn có công nhận là bản vẽ nào nó cũng có cái khung tên không? À, bản vẽ nào cũng có cái khung bản vẽ ha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, ở bên các cái chuyên ngành khác cũng vậy, bản vẽ nào cũng có những cái khung. Rồi trở lại bản vẽ kiến trúc, rồi mình mở một cái bản cụ thể. Chờ xíu. Đây cái khung bản vẽ nè, các bạn thấy không? Có rất là nhiều cái khung bản vẽ. Bây giờ vấn đề đặt ra là bây giờ mình cần thay đổi thông tin của cái khung bản vẽ thì làm sao? Nếu mà các bạn làm một cách thủ công á, các bạn dùng cái này lên, các bạn sửa hết cái thông tin của cái khung tên này. Sau đó các bạn qua cái khung tên tiếp theo, bạn sửa tiếp. Tương tự các bạn sửa tiếp, tiếp, tiếp. Như vậy nó sẽ có mấy trăm cái khung bản vẽ. Một cái công trình lớn có cái mấy trăm bản vẽ là chuyện bình thường. Nên các bạn làm biết là nào cho xong. Cho nên cái vấn đề tham chiếu sẽ được đặt ra. Có nghĩa là khi đó người ta sẽ lấy cái khung tên này nè, người ta tách riêng ra một cái file riêng, người ta lưu ở một cùng cái thư mục chứa cái file mặt bằng kiến trúc này. Rồi sau đó người ta mới chèn insert cái file cái khung bản vẽ này nè vào trong từng cái mặt bằng kiến trúc, vào từng cái bản vẽ mặt bằng mặt đứng ở đây. Thì khi mà cần chỉnh sửa cái khung tên á, người ta không có sửa tại đây đâu các bạn. Người ta mở cái file gốc chứa cái khung bản vẽ nó lên, người ta sửa trong cái file gốc đó. Thì sau đó người ta save lại và người ta mở cái file toàn bộ những cái file khác còn lại lên, thì những cái file này nó sẽ được cập nhật cái thông tin mới của cái khung tên mà các bạn vừa chỉnh sửa đó. Cái ưu điểm của nó nằm ở chỗ đó, vấn đề của nó nằm ở chỗ đó, tức là giúp cho các bạn chỉnh sửa bản vẽ nhanh. Còn cái khác nữa là người ta có thể tham chiếu cái mặt bằng kiến trúc. Ví dụ cái mặt bằng ở đây mình coi là ví dụ cái mặt bằng tầng hầm này nè, thì có nhiều cái bản vẽ sử dụng lại cái mặt bằng tầng hầm này, tức là có gọi là cái phần thừa số chung ấy, tức là bản vẽ nào cũng có cái phần đó. Ví dụ cái bản vẽ vẽ hệ thống cấp thoát nước thế nào cũng có xài cái mặt bằng tầng hầm này, thì khi đó vấn đề đặt ra là mỗi khi mặt bằng kiến trúc thay đổi thì như vậy có phải là anh nào mà có cái mặt bằng tầng hầm đó, đó phải cập nhật theo không? Tại không cập nhật theo thì nó bị mới, bị đá bản vẽ thì nhìn nó rất là kỳ. Cho nên người ta sẽ đặt ra vấn đề làm sao để cập nhật cái bản vẽ, cập nhật cái mặt bằng kiến trúc ở các cái chuyên ngành khác cho nó theo cái bản vẽ kiến trúc một cách nhanh nhất có thể. Thì khi đó cái vấn đề tham chiếu sẽ được đặt ra. Nghĩa là người ta sẽ tách cái phần chung của cái mặt bằng kiến trúc này nè ra một cái file riêng, ta lưu ra một cái file, người ta lưu nó ra một cái file riêng. Sau đó người ta sẽ chèn cái mặt bằng chung đó, đó vào trong tất cả các file. Ví dụ chèn vô trong cái file cấp nước, thoát nước, vào trong cái file vẽ hệ thống điện, vào trong cái file vẽ kết cấu móng. Ví dụ bản vẽ nào bạn cũng phải sử dụng lại cái mặt bằng, cái phần chung đó, đó. Cái phần chung, mình đang nói cái phần chung chứ không phải lấy tất cả nha, lưu ý. Trong cái mặt bằng này lấy cái phần chung thôi, cái phần mà bản vẽ nào cũng có đó. Thì khi mà các bạn cập nhật cái mặt bằng kiến trúc, tức là bạn chỉ cần cập nhật cái mặt cái file tổng thôi, thì tự động những cái chuyên ngành khác nó cập nhật theo hết, mà các bạn không cần phải cực khổ đi chỉnh sửa từng bản, rất là mất thời gian. Thì chính vì chỗ đó người ta mới tham chiếu. Rồi các bạn thấy được cái sự cái thế mạnh của tham chiếu chưa? Tóm lại, người ta sử dụng tham chiếu là để cập nhật cái bản vẽ cho nó nhanh nha, và đưa những cái phần chung đó ra một cái file riêng để chỉnh sửa cho nhanh. Đó là cái ưu điểm. Thì cái chỗ những cái lĩnh vực ứng dụng của nó, thứ nhất là trong kiến trúc nãy giờ mình nói, cái thứ hai là trong điện nước. Ví dụ đây là cái bản vẽ điện,
Bạn nhìn có rất là nhiều như cái mặt bằng, cả cái mặt bằng kiến trúc này là người ta dùng tham chiếu này, tức là cái đây là cái mặt bằng chung. Thì làm sao để mình nhìn vô mình nhận dạng nó làm cái file tham chiếu? Đầu tiên á, các bạn lít vô cái bạn thấy nó dính chùm, nó giống như một cái block vậy đó, thì cũng chưa chắc là nó là file tham chiếu đâu, nhiều khi nó là một cái khối, một block. Thì để đảm bảo là file tham chiếu, các bạn nhấp đôi vào cái mặt bằng kiến trúc đó, thì các bạn thấy nó báo nó có một cái cửa sổ hội thoại tên là reference edit, và bên dưới nó có cái tên là reference name, tức là cái tên của cái file tham chiếu đó. Cụ thể cái tên file đó trong trường hợp này là 1FAY, thì mình biết đây là cái file tham chiếu. Và cái mặt bằng kiến trúc này nè, nó nằm trong cái file 1FAY nha. Lưu ý đây là cái tên file chứa cái bằng kiến trúc này đó. Ok, tương tự cái khung bản vẽ cũng vậy. Thì cái phần á, cái phần chung người ta tách ra làm cái file riêng, người ta tham chiếu, để sau đó người ta chèn cái khung này vô từng bản vẽ. Còn cái phần thay đổi, ví dụ như cái tên bản vẽ, cái tỷ lệ của bản vẽ, cái mã số của bản vẽ, cái ngày của bản vẽ, thì nó sẽ thay đổi theo từng bản vẽ. Cho nên cái phần nào mà thay đổi đó, ở đây cụ thể mình lấy có 3 phần thôi, một phần màu vàng các bạn thấy đó, cái phần thay đổi người ta không có tham chiếu, người ta không có cho vô trong cái file tham chiếu, tại vì mỗi bản nó đều khác nên mỗi bản người ta phải sửa cái tên này lại. Còn tham chiếu là bạn sửa cái là nó đi tất cả những cái khung bản vẽ khác đi theo. Cho nên cái phần nào mà bản vẽ nào cũng có cái phần đó, thì người ta lấy cái chung đó đó ra, ta tách ra làm cái file tham chiếu. Thì tương tự cái khung tên người ta cũng tham chiếu được, thì các bạn nhấp vào cái khung bản vẽ, các bạn thấy nó báo lên mình biết nó là cái file tham chiếu này đó, bạn thấy chưa? Cũng có cái cửa sổ reference edit này, và có cái tên à, cái file, cái khung bản vẽ này nằm trong cái file tên là extract frame nha. Vậy đó. Rồi cái ứng dụng cụ thể, một cái đây mình mở một cái folder cụ thể lên đây. Như đây là cái bản vẽ điện, các bạn thấy có rất là nhiều bản. Ví dụ đây là bản vẽ máng điện, bản vẽ đèn chiếu sáng, vẽ ổ cắm điện, vẽ máy lạnh, vẽ quạt hút, vân 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 vân, có rất là nhiều cái chuyên ngành, có rất là nhiều cái hệ thống khác. Hệ thống nào cũng dùng lại cái mặt bằng đó, cũng dùng lại cái khung bản vẽ đó, cho nên người ta mới tham chiếu. Còn nhìn vô trong cái folder đó, thì các bạn chú ý là cái file tham chiếu là luôn luôn nên đặt cùng trong một cái folder chứa những cái file chính của các bản vẽ nè. Thì những cái file tham chiếu người ta hay đặt có cái tên, có cái chữ extract ngay đầu. Thì các bạn thích thì bạn có thể đặt một cái tên khác, không nhất thiết phải có đặt tên như thế này. Nhưng mà bạn đặt như thế nào để cho người khác mà nhìn vô có thể dễ dàng nhận biết đó là cái file tham chiếu là được nha. Thì cụ thể trong cái folder này là đây là những cái file tham chiếu, những cái file gốc chứa cái mặt bằng kiến trúc đó. Thì khi cần chỉnh sửa cái mặt bằng tầng nào, người ta vô thẳng trong đây người ta chỉnh sửa trong đây luôn, chứ không có phải mở chứ không có chỉnh sửa trên cái file mình đang vẽ ha, là vô trong cái file này người ta chỉnh sửa. Thì mấy chục cái bản vẽ ở đây nè, nó sẽ được cập nhật theo, ý nghĩa là như vậy. Ví dụ file khung bản vẽ nằm đây, đây là cái tham chiếu của mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Thì khi cần chỉnh sửa tầng nào, người ta mở cái mặt bằng gốc này lên, đây gọi là cái file gốc chứa cái mặt bằng kiến trúc, người ta chỉnh sửa trong đây. Thì tất cả những cái mặt bằng ở những cái file mà được chèn cái mặt bằng đó, đó nó sẽ được cập nhật. Đó là tổng quan về cái tham chiếu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi chi tiết vào cái cách làm sao để tạo được cái file tham chiếu này. Đó. Mời các bạn theo dõi tiếp. Trước hết các bạn phải khởi tạo một cái folder mới hoàn toàn. Ở đây mình tạo một cái folder mới cho nó ra desktop cho các bạn dễ hình dung. Mình đặt tên cái folder này là thực hành tham chiếu nha. Đó, cái folder này đang trống không có gì cả. Ví dụ như bạn đang làm cái dự án tên gì đó thì bạn lấy cái tên đó bạn đặt cho cái folder. Ở đây mình đặt tên của cái folder là thực hành tham chiếu, nằm ở desktop ở đây. Rồi đầu tiên các bạn phải mở cái mặt bằng kiến trúc lên, các bạn phải mở mặt bằng kiến trúc lên này. Các bạn chọn cái thành phần, các bạn chọn cái thành phần tham chiếu. Ví dụ ở đây mình cần tham chiếu cái mặt bằng tầng 1, mình cần lấy cái mặt bằng tầng 1 để mình tham chiếu. Cụ thể trong cái mặt bằng tầng 1 này không phải mình lấy hết đâu, mình chỉ lấy bờ tường, có thể mình lấy bờ tường, lấy cột, lấy tim trụt thôi, mình không lấy những cái phần khác chẳng hạn. Còn trong trường hợp này mình lấy hết, giả sử mình lấy hết, tại cái bản vẽ này nó quá nhiều thứ cho nên nếu mà mình ngồi mình xóa bớt thì rất là mất thời gian. Ở đây mình giả sử mình lấy hết để cho các bạn thấy, nhưng thực tế có thể là các bạn lấy một phần nào đó thôi của bản vẽ nha, bạn chú ý. Rồi, thì trước khi làm á, bạn copy nó ra, copy ra để cho giữ lại file gốc không bị ảnh hưởng. Rồi có thể bạn ngồi bạn vệ sinh, bạn xóa bớt những cái linh tinh không có liên quan, mình không có muốn tham chiếu vào đó.
Rồi ở đây giả sử tất cả những cái này mình tham chiếu vào hết. Coi như file tham chiếu của mình phải gốc là file này nha. Tiếp theo, các bạn dùng cái lệnh W. Đầu tiên nha, các bạn nhớ chọn cái mặt bằng cần tham chiếu trước. Rồi sau đó các bạn chọn cái thành phần á. Đây là cái mặt bằng tầng 1. Lấy cái chữ tầng 1 theo để cho các bạn dễ hình dung. Đây là mặt bằng tầng 1. Đó, cái phần tham chiếu tức là phần chung á. Tiếp theo các bạn nhập lệnh W Enter tức là File Log. Lệnh này để làm gì? Lệnh này dùng để tách một cái file két ra thành nhiều mảnh, tức là nhiều file nhỏ đó. Trong cái mặt bằng của mình, trong cái file két của mình có rất là nhiều mặt bằng, mình muốn tách riêng một cái mặt bằng nào đó ra một cái file két riêng thì mình dùng file cái lệnh này. Đầu tiên bạn click vào Bitpoint, chọn một cái điểm đặt bất kỳ trên cái file này, nó lấy ngay góc này nè. Rồi sau đó bạn click vào Select Object, bạn chọn cho hết cái thành phần cần tham chiếu, chọn cho hết thành phần cần tham chiếu. Bạn lưu ý tìm trục vào nữa nha, bạn lấy thêm tìm trục vào nữa. Ở đây mình giả sử mình lấy cái phần này thôi, bạn chú ý phải copy tìm trục vào theo. Rồi kích chuột phải, OK cái. Rồi sau đó bạn chọn đường dẫn để lưu cái file này, để lưu cái file tham chiếu này. Ví dụ mình lưu, mình tạo sẵn cái folder là thực hành tham chiếu rồi nè. Rồi cái mình đặt tên cho nó Xref 1F, cái tham chiếu 1F đó. Mình đặt tên ngắn gọn thôi, không cần phải dài dòng. Save. Rồi bạn OK. Như vậy là mình đã có được một cái file gốc của mặt bằng tầng 1 rồi đó. Tiếp theo, ví dụ mình cần tham chiếu tiếp cái mặt bằng tầng 2. Mặt bằng tầng 2 đi. Thì đầu tiên các bạn cũng copy cái mặt bằng tầng 2 ra. Cái phần cần tham chiếu đó, còn copy cái thành phần cần tham chiếu ra. Ví dụ ở đây mình lấy luôn cái kích thước luôn nè. Lưu ý mình lấy luôn tìm trục kích thước rồi nha. Quan trọng các bạn hiểu cái kiểu cách làm. Quan trọng là cái này không quan trọng lắm. Tóm lại bạn muốn tham chiếu cái gì bạn lấy cái đó. Ở đây mình lấy cái mặt bằng kiến trúc kích thước tìm trục. Rồi, copy nó ra ngoài để giữ là file gốc, không ảnh hưởng đến file gốc nha. Đây do cái bản vẽ người ta xài lock nên ra nó rất là nặng nề. Lưu ý nó có lock mà cứ rã lock là bạn bỏ đi ha, bỏ khói đi, mình tham chiếu rồi bỏ khói đi. Này, chọn cái khói này nè. Rồi, X Enter nó rã ra. Rồi mình đã bỏ hết rồi, bỏ khói hết rồi. Xóa hết mấy cái linh tinh không có cần thiết đi. Xóa bớt những cái linh tinh, những cái thành phần mình không có cần tham chiếu đi. Rồi sau đó các bạn cũng dùng lệnh W Enter. Rồi Bitpoint, chọn cho nó một cái điểm đặt ở góc dưới bên pha trái á. Rồi click vào Select Object, chọn toàn bộ cái mặt bằng, toàn bộ những cái đối tượng cần tách ra một cái file riêng á. Rồi sau đó bạn chọn đường dẫn đi lưu cái file đó. Thì cụ thể là cũng nằm trong cái thư mục thực hành tham chiếu ban nãy. Bạn đặt tên Xref của 2F, Xref 2F. Rồi sau đó bạn đặt, bạn click vào Save. OK. Ở đây mình ví dụ mình chỉ Xref mặt bằng tầng 1, tầng 2 và khung bản vẽ thôi. Bây giờ mình tiếp tục mình lấy file khung. Giờ mình đóng cái, mình bỏ qua cái mặt bằng kiến trúc này đi, đừng để ý nữa. Mình đóng hết lại, sau đó mình đóng hết lại, mình bỏ đi. Mặt bằng kiến trúc mình đóng lại luôn, mình không cần tới. Mình đóng hết đi. Đóng hết file đi, cho nó nhẹ máy bớt. Rồi sau đó các bạn khởi tạo một file két mới hoàn toàn. Khởi tạo một file két mới hoàn toàn nha. Thì mình lấy cái file mẫu á, để làm sao để tạo được cái file mẫu chung này. Các bạn coi lại những cái video trước mình có hướng dẫn tạo file mẫu á. Rồi sau đó mình save cái file này lại. Save cái file này lại đi. Thì bạn save vô cùng thư mục. Lưu ý save vô cùng thư mục chứa cái file gốc của Xref đó, là thực hành tham chiếu nè. Rồi bạn đặt tên cho nó. Cụ thể ở đây bạn lấy cái tên của cái hệ thống bạn đang vẽ. Ví dụ mình vẽ hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống máng điện, hay là hệ thống máy lạnh, hệ thống cấp thoát nước thì bạn đặt tên cái file đó. Hoặc là các bạn vẽ trần thì các bạn đặt tên là tên file là trần. Tại trần bạn cũng phải lấy cái mặt bằng kiến trúc đó bạn để vô. Hoặc là sân đường thì bạn cũng phải lấy cái mặt bằng tổng thể bạn để vô chẳng hạn đó. Thì cái phần tổng thể, phần chung nó bằng tham chiếu nha. Ở đây ví dụ mình là lấy ví dụ là để vẽ cấp thoát nước ha, mình đặt tên là cấp thoát nước.
cách thoát nước 1F, tức là cách thoát nước của tầng 1 đó. Rồi các bạn save lại. Tiếp theo, trong đây bây giờ cái file trống chưa có gì hết, đây là một file két mới mình mới có tạo lên, mình lưu lại thôi chứ nó chưa có một cái mặt bằng kiến trúc gì trong đây cả. Bây giờ bắt đầu các bạn mới lấy cái mặt bằng kiến trúc, các bạn insert, bạn chèn nó vào trong cái không gian này đây. Để chèn cái file tham chiếu vào, các bạn vào trong cái chỗ insert, rất quan trọng, các bạn chú ý chỗ này nha, insert nè. Bạn chọn dedicated reference nè. Nó hiện ra một cái bảng. Các bạn tìm đến, yêu cầu các bạn là select reference file, tức là chọn cái file để tham chiếu, chọn file tham chiếu đó. Cụ thể file tham chiếu hồi nãy mình dùng lệnh write log là W đó. Các bạn tách ra, các bạn đã lưu trong cái thư mục thực hành tham chiếu rồi. Bạn mở cái folder lên đây. Đầu tiên mình lấy cái mặt bằng 1F trước, các bạn click vô 1F nha. Open. Các bạn lưu ý trong một cái file chỉ chứa một mặt bằng thôi nha. Chú ý một mặt bằng thôi, đừng chứa hai mặt bằng. Rồi, bằng open nó lên nè. Rồi sau đó với cái này các bạn cứ mặc định là được nha, mặc định theo mấy cái thông số mặc định là được. Các bạn ok đi. Rồi nó xuất hiện cái hình tại con trỏ của các bạn. Hồi nãy big point mình chọn góc dưới bên trái thì giờ cái con trỏ cũng nằm ở chỗ đó. Rồi bạn lấy chuột trái bất kỳ trên màn hình á để chọn điểm chèn. Xong nó đã chèn ra rồi. Thì cái file này các bạn thấy nó có mờ mờ, nó bạn thấy nó mờ đúng không? Thấy nó mờ. Và khi click vào bạn thấy nó được dính lại với nhau, nó được khối, nó được rút lại với nhau. Nó là một cái khối. Tiếp tục, đây là mặt bằng tầng 1, bây giờ mình lấy cái mặt bằng tầng 2. Các bạn đăng vào cũng tương tự, insert dedicated reference, rồi các bạn chọn tầng 2, open. Ok. Rồi các bạn chọn điểm chèn, thế là xong. Cái này nãy mình thiếu cái chữ mặt bằng tầng 2 nha, đây là chính là mặt bằng tầng 2 đó. Rồi các bạn tiến hành bằng sắp xếp cái mặt bằng lại cho ngay ngắn. Thì sắp xếp đơn giản các bạn dùng là line đó. Thì trong không gian bố trí vẽ các bạn cũng phải bố trí cho nó ngay ngắn chứ nhìn nó lố nhố, nhìn rất là kỳ cục nha. Đây, đơn giản các bạn dùng là line, các bạn sắp xếp nó lại, sắp xếp các cái mặt bằng nó cho nó trục rồi cho nó ngay chút. Đây, mà mua nó lên. Đây này, mua nó lên này, đó giờ là cho nó ngay lại. Đó, ngay rồi, delete bỏ đi. Vân vân tương tự, bằng cách làm tương tự các bạn có thể insert ra mấy chục cái mặt bằng còn lại, ví dụ nhà cao tầng có thể là nó có 20-30 tầng. Các bạn cũng cứ lưu ý là mỗi một tầng là một file XREF. Bạn chú ý, mỗi tầng là một file XREF. Có nhiều bạn làm 5-7 tầng, thậm chí có chục tầng vô một file XREF thì nó có cái bất lợi là giả sử đôi khi mình chỉ cần có 2 tầng thôi thì sao? Thì khi bạn chèn ra nó cũng phải chèn hết cả 10 tầng nó ra, cho nên rất là bất lợi và rất là nặng nề cái file. Nên các bạn nhớ mỗi một tầng tách riêng ra, dùng lệnh W và ban nãy tách riêng ra một file. Lúc tách ra bạn đừng có tách quá hai mặt bằng trong một file nha. Ở đây mình lấy hai mặt bằng làm ví dụ thôi. Rồi sau đó các bạn có được cái file mặt bằng để vẽ cái thoát nước rồi, và cái mặt bằng này phải lưu ý là nó góc của nó, cái góc của hai cái mặt bằng này là nó nằm ở trong hai cái file này nè, để nằm trong hai file này. Còn cái file này chỉ là chèn ra thôi, bằng dấu tương tự chỉ chèn ra thôi, nhưng file rất là nhẹ nhàng. Rồi các bạn nhớ save lại. Bây giờ mình đã có cái file cấp thoát nước 1F và 2F rồi. Giả sử cái này cấp thoát nước thôi ha. Cái này cấp thoát nước thôi. Và cứ coi như toàn bộ cấp thoát nước là vẽ chung trong một bảng đi. Cái này coi đặt tên lại. File CLA. Vì đặt tên nó lại. Rename nó lại. Giả sử mình chỉ cần cấp thoát nước là được. Để file chung. Xem. Đang mở nó không cho luôn, đóng nó lại, rename nó lại, nó được cấp thấp nước được rồi, tại vì 1F, 2F cũng nằm trong đó. Rồi mở lại cái file này, thì cái mặt bằng tầng 1 và tầng 2 này để vẽ cấp thấp nước, file này để vẽ cấp thấp nước. Tiếp theo mình cần một cái file khác tương tự, cũng có hai cái mặt bằng giống như thế này, nhưng mà để vẽ hệ thống khác, cụ thể là vẽ là phòng cháy chữa cháy, vẽ phòng cháy, vẽ báo cháy chẳng hạn. Các bạn chỉ việc file CLA chứ không cần phải khởi tạo file két mới rồi insert trở lại, rất là mất thời gian, không cần thiết. File CLA ha. Rồi các bạn đặt tên cho nó chữa cháy chẳng hạn. Xong, bạn có được cái file chữa cháy. Hiện lát nữa vẽ chữa cháy, bạn mở cái file này lên các bạn vẽ vào. Tiếp tục, mình cần một cái file để vẽ báo cháy. Xong.
Tiếp tục, các bạn tiếp tục file cell S. Mình có một cái file để vẽ vẽ trần, ví dụ như trần cái này, trần thì cũng vẽ trong hai cái bản vẽ này thôi, vẽ trong này thôi. File cell S thì mình có một bản vẽ khác để mình vẽ hệ thống đèn chiếu sáng lên, đèn chiếu sáng. Enter. Xong, vân 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 vân, có thể là có mấy chục file, có mấy chục chuyên ngành khác nhau, có mấy chục hệ thống khác nhau. Thì các bạn đều sử dụng chung cái mặt bằng này. Rồi sau đó các bạn đóng các bạn lại. Bây giờ vẽ cái hệ thống nào các bạn cứ mở cái hệ thống lên, bằng lưu ý bằng vẽ trong đây nha, không vẽ trong hai rep này nha. Rồi ví dụ mình đầu tiên mình vẽ cái hệ thống báo cháy, các bạn mở file báo cháy lên nha. Ở đây ví dụ mình vẽ vài cái chi tiết gì đó thôi. Ở đây tượng trưng mình vẽ vài cái vòng tròn tượng trưng. Rồi vài cái hình chữ nhật tượng trưng. Đó, cái phần màu đỏ đó là cái phần cái hệ thống của mình vẽ đó, phần trần, phần điện nước rồi đó, phần chữa cháy rồi đó, đó mình vẽ vô. Vẽ xong rồi các bạn cứ lưu file lại, bạn đóng file lại, save, dán lại, bạn mở tiếp cái file khác, bạn vẽ lên. Ví dụ tiếp theo mình vẽ file cấp thoát nước, ở đây mình cũng vẽ tượng trưng vài nét để cho các bạn thấy thôi. Đó, ví dụ cấp thoát nước. Rồi còn bên đây vẽ vô cái mặt bằng cấp thoát nước này, các bạn cũng vẽ vô nên vẽ tượng trưng để cho các bạn thấy có nét. Rồi giả sử mình vẽ xong cái hệ thống cấp thoát nước của hai mặt bằng này rồi, bạn cũng đóng lại Z. Vẽ hệ thống tương tự, bạn cứ mở hệ thống khác là bạn vẽ cho xong thì thôi. Vấn đề đặt ra bây giờ mình muốn cập nhật mặt bằng kiến trúc, tức là bây giờ nếu mà nhờ các bạn có tham chiếu này cho nên bạn cập nhật cái mặt bằng kiến trúc rất là nhanh, tại vì ví dụ mặt bằng kiến trúc bây giờ nó thay đổi rồi. Đây mặt bằng kiến trúc bây giờ mình giả sử là cái phòng chỗ này nó bỏ cái phòng chỗ này, ví dụ bỏ cái phòng chỗ này đó. Nếu các bạn không có tham chiếu các bạn phải sửa từng mặt bằng rất là mất thời gian. Còn các mặt bằng bên đây giả sử nó bỏ cái phòng chỗ này đó, thì giờ mình cập nhật mặt bằng cho các bạn xem nha. Các bạn không cần phải sửa gì trong đây hết. Các bạn mở cái file gốc chứa hai mặt bằng nó lên, cụ thể nó nằm trong đây nè, trong thư mục tham chiếu ban nãy nè. Ở đó mình dùng là W mình tách ra đó. Thì đầu tiên là đây chính là cái mặt bằng tầng 1. Mở mặt bằng tầng 1 lên. Thì trong cái mặt bằng tầng 1, giả sử mình bỏ cái phần này hoặc là vẽ thêm bớt cái gì đó ha. Đó, thì mình bỏ phần đó. Là mình thêm cái, là mình đồng thời mình thêm. Đó, mình thêm cái gì đó, đó mình thêm cái gì đó ở đó, màu trắng. Mặt bằng đã cập nhật xong đúng không? Sau khi cập nhật xong mặt bằng kiến trúc rồi, các bạn click vào đóng ở đây, hỏi mình có lưu hay không, mình trả lời có. Sau đó các bạn mở tiếp cái mặt bằng 2F lên, bằng chỉnh tiếp. Trong mặt bằng 2F, mặt bằng kiến trúc bây giờ người ta bỏ cái cụm này đi, ví dụ người ta bỏ cụm này đi và người ta nối liền từ đây qua đây. Đó, tôi giải đại thôi nha. Xong rồi, các bạn lưu lại, chỉnh sửa xong mặt bằng kiến trúc rồi, các bạn chỉnh lưu lại, yes. Bây giờ bạn mở lên các cái hệ thống này lên, cái mặt bằng kiến trúc nó được cập nhật theo hết cho các bạn rồi. Ví dụ mở file báo cháy lên nè. Đây các bạn thấy chưa? Mặt bằng kiến trúc này nó đã bỏ phần này cho các bạn rồi nè, nó cập nhật mới rồi nè, rồi vẽ thêm cái gì nữa nè. Rồi, tương tự bạn trên lầu cũng vậy nè, bạn thấy nó cập nhật mới nè, bạn thấy chưa? Mặt bằng này là mình đâu, hồi nãy mình đâu có chỉnh sửa gì đây đâu. Không những nó chỉ cập nhật trong file báo cháy đâu mà nó còn cập nhật tất cả những file khác nữa, cấp thoát nước, chữa cháy, đèn, trần, nó cập nhật hết. Thì mình mở tiếp cái file cấp thoát nước. Đây các bạn thấy cũng tương tự nè, mặt bằng kiến trúc bây giờ đã được cập nhật mới rồi nè. Đã được cập nhật mới ha. Tương tự ở đây cũng được cập nhật mới rồi đây nè. Đó là cái ưu điểm của tham chiếu. Rồi, tổng quát là như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn tham chiếu cái khung tên vào trong bản vẽ. Mình làm tượng trưng hai cái, hai file thôi, báo cháy và cấp thoát nước thôi. Giờ đầu tiên mình mở file báo cháy lên. Trước hết bạn phải tách cái khung tên ra một cái file chung, file để lưu trong cái thư mục thực hành tham chiếu á. Rồi, bạn mở cái file khung tên lên trước cái đã. Ở đây ví dụ mình lấy cái khung bản vẽ A1 để mình sử dụng thì các bạn chọn khung bản vẽ A1 nha, Ctrl C. Cái file khung này để mình sẽ gửi vào trong mail rồi gửi vào cái đường link ở bên dưới cái video đó để cho các bạn tải về nha.
Các bạn nào có nhu cầu các bạn tải về các bạn tham khảo, có thể mình tận dụng cái khung này mình xài cũng được. Rồi đầu tiên các bạn nhập lệnh W tương tự như ban nãy vậy đó, bạn mở cái file khung mẫu lên, bạn click vào, hoặc là nếu chưa có file khung mẫu thì bạn ngồi bạn vẽ cũng được. Rồi bạn click vào Select Object nè, bạn chọn cái khung cần lấy nè, có nút chọn nè, lưu ý lệnh W nha, right lock giống như nãy bạn tách hai cái mặt bằng kiến trúc ra vậy đó, cũng click vào Bitpoint nè. Rồi ok, ta xin lỗi, chọn đường dẫn đi lưu ở đây thì cũng có lưu cùng thư mục với lại thực hành tham chiếu. Các bạn đặt tên cho nó là XREF khung bản vẽ, XREF khung, gọi tiếng Anh tiếng Việt gì cũng được. Rồi bạn save lại. Rồi ok, bây giờ mình mở cái file, những cái file mà cần chèn cái khung nó vào thì bạn cũng làm cũng giống như hồi nãy, bạn lấy cái mặt bằng kiến trúc vậy đó, các bạn cũng vào Insert, rồi bạn vào trong cái DKR reference nè, rồi bạn tìm đến XREF khung, rồi bạn open nó lên. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra cái cửa sổ không, ok là được, cái khung nó xuất hiện tại rõ của các bạn này, bạn thấy không, cái khung xuất hiện tại rõ này đây. Ví dụ ở đây mình định tỷ lệ tại không gian model, để model đi ha, phần tỷ lệ các bạn coi là video số 13, mình đã chỉ rất là kỹ trong cái video số 13 đó. Rồi này định tỷ lệ tại không gian model, tức là bạn dán cái khung vào trong bản vẽ này, khung A1, bạn dùng là scale, bạn scale cái khung này lên bao nhiêu lần mà nó trùm phủ được cái hình này nè, thì cái hệ số bạn scale đó chính là tỷ lệ của bản vẽ. Chú ý các bạn coi là video số 13 trong kênh, mình đã hướng dẫn rất là kỹ. Rồi bây giờ mình cũng chỉ nhanh lại cách định tỷ lệ trong không gian model cho các bạn nào chưa kịp hiểu. Nào là scale, chọn cái khung, kết thúc chọn và kết thúc phải, điểm đặt bạn chọn tại đây ha. Rồi sau đó bạn kéo lên, bây giờ mình kéo lên 100 lần xem sao. 100, Enter. 100 mình thấy nó chưa có trùm bao phủ được hết cái hình bản vẽ này, thì sau đó mình undo lại, undo lại, kéo lại, SC, Enter, chọn, kết thúc chọn, nó chụp phải tại đây. Bạn nhập lên 200 lần xem, tức là tỷ lệ 1/200 đó. À, 200 lần mình thấy được rồi, bắt đầu mình mới mô cái khung này lại. Mô cái khung này lại. Đó, giả sử mình chấp nhận được đi ha, tỷ lệ 1/200 mình chấp nhận được đi. Rồi, thì đây. Cái bản vẽ này khi bạn định A1 thì là 1/200 đó, tự nhiên giấy nó còn trống nhiều nè, bạn có thể giảm là còn 1/180 chẳng hạn. Bản vẽ bên đây cũng tương tự thôi. Cái mặt bằng này mình có thể mô xe ra chút xíu ha, này cho nó làm cận quá. Các bạn có thể mô ra xe ra chút xíu. Rồi, mình chỉ việc copy qua thôi. Chỉ việc copy qua, lưu ý chỉ việc copy thôi, không cần phải insert nữa. Rồi. Như vậy là mình đã có được cái khung bản vẽ XREF. Lưu ý cái file gốc để chứa cái khung này, tên của nó là XREF khung bản vẽ, để mình lưu ở trong cái thư mục và thực hành tham chiếu đó. Rồi sau đó các bạn cứ vào nhập lại tên bản vẽ. Lưu ý lúc mà tham chiếu các bạn đừng có tham chiếu cái tên bản vẽ nha. Tên bản vẽ là trong mỗi bản vẽ nó tên nó khác nhau hết. Bạn dùng test, lệnh test đó, các bạn ghi chữ trực tiếp trong không gian này luôn, mà ghi trực tiếp đây luôn. Lưu ý là trong cái khung gốc không có cái chữ này nha. Giờ mình vô, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp tại đây cũng được nữa, bằng cách bạn nhấp đôi vô, ok nè. Ok, rồi bạn xóa bỏ cái phần tên này đi, cái phần mã số bản vẽ này đi, tại vì những bản mỗi bản vẽ nó có một cái thông số riêng, có một cái bản vẽ có một cái tên riêng, có một cái mã số riêng, trong phần nào thay đổi thì đừng có tham chiếu. Rồi các bạn ghi chữ vào test đây nè, đó mình ghi chữ vô, mình ghi tượng trưng rồi ha. Tên bản vẽ gì đó, ví dụ như cấp thấp nước, như báo cháy tầng 1. Báo cháy tầng 1. Báo cháy 1F. Ví dụ như thế. Thì cái phần chữ này nè, chú ý đây là cái phần thay đổi nha. Rồi, bạn cứ copy ra, bạn sửa lại nội dung thôi. Rồi bạn nhập lại mã số cho nó là mã số gì đó. Cái này là 0 01. Tương tự, các bạn chỉ việc copy thôi. Copy là copy thôi nè, copy qua đây, copy qua các bạn lại tiếp theo. Rồi các bạn nhấp vô, các bạn sửa lại nội dung. Sửa lại nội dung là được. Sửa lại nội dung là được. Đó. Tiếp theo, nếu mà bạn muốn thay đổi thông tin của khung tên này đó, thì
Một là các bạn mở cái file khung lên rồi các bạn sửa, hai là các bạn có thể nhấp đôi vô đây bạn sửa trực tiếp đây luôn cũng được. Ví dụ ở đây mình muốn chỉnh sửa cái thông tin ngay chỗ này. Thông tin chỗ này bạn vẽ hoàn công. Ngày mấy nó muốn thay đổi cái ngày. Giờ ngày 25 đổi thành ngày 20 chẳng hạn. Thì một các bạn nhấp vô đây bạn sửa luôn, hai là các bạn cứ đóng cái file này lại. Các bạn mở cái file cái khung lên, file gốc của nó đây, cái khung gốc của nó nằm đây nè. Rồi các bạn cứ chỉnh sửa gì đó, cứ chỉnh sửa thoải mái. Rồi các bạn sửa thông tin lại, hiệu chỉnh là ngày 20. Còn sửa gì nữa các bạn cứ sửa nha. À, vậy đó, thì mình sửa nhiêu đó thôi. Giờ code này mình sửa 02, ví dụ đây. Rồi sửa ngày 20, code 02 xong rồi. Bạn đóng cái khung này lại, trả lời là có lưu. Rồi bây giờ này rất là kỳ diệu, các bạn mở những cái file này lên, các bạn thấy toàn bộ cái khung bản vẽ này nó được cập nhật theo thông tin mới hết rồi nè, các bạn thấy ngày 20 không? Là các bạn thấy code thành 2 không? Đó. Bên đây cũng tương tự. Bên đây cũng tương tự nè. Nếu bạn có lấy 100 cái khung bản vẽ ra và trong những cái file khác, những cái file này nếu có khung bản vẽ nó cũng được cập nhật theo hết cho các bạn. Đó là cái ưu điểm của thành chiếu. Thì hy vọng là các bạn sẽ làm tốt với phần này. Bây giờ mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ, rất là chi tiết, tỉ mỉ cái phần tham chiếu cho các bạn. Rồi còn một cái trục trặc nữa mà khi các bạn sử dụng tham chiếu mà nhiều người hay gặp, đó là nó bị lỗi cái đường dẫn chứa cái file gốc. Khi đó các bạn mở cái file gốc, cái file cụ thể đây là cái file tham chiếu, cái file báo cháy hoặc là cái file đèn lên, mình chỉ thấy có cái hệ thống đèn, chỉ thấy có cái hệ cấp thoát nước, hệ thống báo cháy thôi, mà không thấy cái mặt bằng kiến trúc đâu, chỉ thấy hiện diện ra một cái đường dẫn to tướng rất là bực mình. Thì làm sao để các bạn lấy lại mặt bằng kiến trúc đó, lấy lại cái phần tham chiếu đó? Thì cái lỗi thứ nhất là các bạn phải biết cái lỗi là do đâu. Thứ nhất là lỗi là do lạc đường dẫn, lỗi là do lạc đường dẫn. Hoặc khi người ta gửi mail cho các bạn đó, khách hàng là mình gửi mail cho mình đó, họ quên đính kèm cái file tham chiếu theo. Hai là họ gửi cái file đầy đủ rồi nhưng mà mình lúc mình tải về mình tải thiếu. Hoặc lúc tải về mình do mình chỉ nghĩ mình cần cái file này thôi, mình lấy file này thôi, mình đâu cần mấy file kia đâu, có thể người ta gửi nhầm. Lúc đó trong đầu bạn nghĩ vậy, nhưng không phải, đó là những cái file tham chiếu, buộc bạn phải lấy tất cả những cái file đó về chứa trong cùng một thư mục, rồi sau đó bạn mở lên thì sẽ có cái mặt bằng tham chiếu, bạn chú ý chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó, cố tình làm cho nó lạc đường dẫn để mình chỉ cho các bạn cái cách khắc phục ha. Bây giờ mình làm cho nó lạc đường dẫn đi. Rồi vô đây mình chỉ cần đổi cái tên này thôi là nó lạc đường dẫn. Để lạc đường dẫn á, các bạn cho mấy cái file này nó ra một cái thư mục khác á, là nó bị lạc đường dẫn rồi. Hoặc là đơn giản các bạn đổi lại thành cái tên khác thôi. Giờ mình đổi lại cái tên SS1F nè. Giờ mình đổi lại 1F. À, 1F1 thì mình thêm con số 1 vô, có nghĩa là cái tên file nó bị khác rồi. Tên file đã bị khác. Thì lúc này nó bị lạc đường dẫn của cái mặt bằng tầng 1 rồi. Rồi khi đó mình mở cái file báo cháy lên. À, đây là cái tình trạng mà nhiều người hay gặp. Đây các bạn thấy chưa? Không thấy cái mặt bằng tầng 1 đâu hết nè, không thấy là không thấy mặt bằng tầng 1 đâu hết. Đó, không thấy. Thì làm sao để mình khắc phục đây? Thì các bạn mở lên. Để mình làm thêm một file nữa cho nó hiện diện lên cái đường dẫn nè. Rồi ví dụ như 2F, bây giờ mình di chuyển ra bên ngoài chẳng hạn, di chuyển cái file 2F ra bên ngoài, bỏ ra ngoài desktop chẳng hạn. Rồi file 2F đã ra ngoài desktop rồi, nghĩa là nó đã sai cái vị trí, sai đường dẫn luôn rồi. Giờ file 1F tiếp tục mình đưa ra ngoài luôn. Đó, coi như cho nó sai cái đường dẫn đi, file khung tạm thời mình cứ để đó. Mình chỉ là ví dụ 1F với 2F thôi. Này, hai mặt bằng mình đã đưa ra ngoài, nghĩa là nó không còn đúng vị trí nữa. Thì lúc này bạn mở lên nó sẽ mất cái mặt bằng kiến trúc đi, nó mất cái phần tham chiếu đi. Mình mở cái file báo cháy, ví dụ mở file báo cháy lên. Này, các bạn không thấy cái mặt bằng kiến trúc đâu cả, chỉ còn có cái hệ thống báo cháy của các bạn vẽ thôi, chỉ còn có hệ thống đèn, có hệ thống trần của các bạn vẽ thôi. Làm sao để mình lấy ra mặt bằng kiến trúc đó? Các bạn vào Insert. Các bạn chọn vào External Reference, lưu ý chọn đây nè. Rồi cái file nào mà bị lạc đường dẫn đó, nó hiện ra cửa sổ. Cái file nào mà bị lạc đường dẫn
không hiểu đường dẫn của file để tìm đến cái file tham chiếu đó, thì tự động cái biểu tượng đó bạn thấy có cái hình tam giác màu vàng có dấu chấm cảm cảnh báo nha, bị lạc đường dẫn rồi. Đây ở đây cụ thể là có hai cái file bị lạc đường dẫn, thì các bạn chỉnh lần lượt từng mặt phẳng, từng cái mặt bằng một. Đầu tiên mình chỉnh lại bằng XF1F trước, thì các bạn chọn XF1F ha. Rồi sau đó lưu ý chọn nó trước. Cái cửa sổ bình thường của các bạn nó nhỏ thế này nè, nó nhỏ thế này, bạn phải nắm bằng kéo ra nè, cho nó rộng ra mới thấy hết. Lưu ý kéo rộng ra mới thấy hết nha. Rồi đầu tiên chọn cái file tham chiếu cần chỉ lại đường dẫn nè. Sau đó bạn thấy cái ô Save As ở bên dưới không? Ô đây nè, thì bạn click vào cái ô Save As. Thì sau khi click vào nó mới xuất hiện cái nút ba chấm ở cuối cái ô đó, nằm đây. Các bạn click vào cái nút ba chấm này, nó hiện ra cửa sổ, nó yêu cầu bạn là hãy trỏ đến, hãy chỉ đến cái file gốc, cái vị trí đúng của XF1F. Thì cụ thể là mình đã đưa ra desktop rồi, nó nằm đây. Này nó nè, nó chính là file này nè. Rồi sau đó bạn open nó lên. Xong, bạn thấy lúc này cái biểu tượng màu hình tam giác màu vàng nó biến mất, có nghĩa là thành công rồi, được rồi đó. Tiếp tục mình chỉnh tiếp cho 2F nè. Rồi các bạn cũng chọn chỉ chuột vào đây. Rồi các bạn click chuột vào cái nút 3 chấm. Rồi các bạn tìm đến cái file đó, cụ thể là tên XREC2F nha. Đây, XREC2F. Rồi bạn open nó lên. Rồi như vậy là xong rồi đó. Bạn thấy mà hai cái biểu tượng màu vàng là dấu chấm cảm cảnh báo nó mất rồi. Rồi sau đó bằng close cửa sổ lại là được, đóng cửa sổ lại là được. Bây giờ bạn thấy bằng cái nút nó hiện nó lại chưa? Đây. Đây là cái lỗi mà nhiều người hay gặp, nhớ các bạn save lại nha, chỉnh xong phải save lại. Không save lát bằng tắt mở lại cũng phải làm nữa. Rồi thì đây là cái lỗi mà nhiều người hay gặp phải khi mà mở mấy cái file CAD mà người ta có sạc tham chiếu, nó mất, nó lạc đường dẫn á. Thì các bạn nhớ tải cho đầy đủ cái file kiến trúc, file tham chiếu về. Hai là người ta chưa gửi thì các bạn phải yêu cầu cái phía gửi mail á, người ta gửi kèm mấy cái file tham chiếu đó, do người ta quên lúc gửi thôi. Mình mở về, các bạn chép vô cái mặt bằng kiến trúc đó, bạn chép vào cùng cái thư mục chứa cái file gốc á. Sau đó các bạn làm tương tự giống như bạn làm vừa rồi, insert cho đây nè. Rồi bạn tìm đến cái file đường dẫn chứa cái file bạn mới chép vô là nó tự động nó sẽ xuất hiện ra bên ngoài đây cho các bạn thôi. Rồi, đó là một cái bức tranh toàn cảnh về tham chiếu ở trong cái AutoCAD, từ cái mình đã nói, từ cái ưu điểm cho đến nhược điểm. Cái nhược điểm của nó là bạn thấy là nó khó xài chút xíu, nó hay gây khó xài cho những người mới làm quen với AutoCAD. Nhưng khi mà các bạn quen rồi nó cũng có gì khó. Và xài nó có những thứ ưu điểm là cập nhật mặt bằng nhanh, thì ra mình cũng nên xài nó, thằng quen để xài nó, các bạn cố gắng ha. Thì cái video này mình xin kết thúc ở đây. Thì những bạn nào có nhu cầu cần học kèm AutoCAD á, tại nhà, hoặc là các bạn có thể học ở một địa điểm nào đó ở bên ngoài, ở tại nhà mình ở quận 7, thì có bạn nào ở trên Trảng Bàng Tây Ninh á, cần học AutoCAD á, thì liên hệ với mình nha. Chủ nhật mình ở trên đó mình có hướng dẫn CAD ở trên đó, các bạn nào ở quê nhà mình có học, mình ở quê nhà trên đó. Rồi công ty, những đơn vị có nhu cầu cần đào tạo cho nhân viên của mình làm việc chuyên nghiệp hơn, hoặc là mình nhân viên của mình bắt đầu học AutoCAD để hỗ trợ công việc tốt hơn, nhanh chóng hơn, thì xin mời các anh chị vui lòng liên hệ với mình sẽ sắp xếp thời gian, mình sẽ đến mình huấn luyện đào tạo cho nhân viên, cho công ty, cho anh chị để làm việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video này. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ những chủ đề khác, mong các bạn đón theo dõi. Các bạn có thể ủng hộ cho cái kênh của mình bằng cách là click vào đăng ký kênh, để một là các bạn ủng hộ cho mình, hai là cái lợi thứ hai là các bạn khi mình chia sẻ đó, thì cái nó thông báo lên trên cái dòng thông báo trong cái Google, thì các bạn biết, các bạn coi video của mình. Rồi các bạn vui lòng share để giúp cho cái kênh của mình nó được lan tỏa tốt hơn. Rất là cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác tiếp theo.